Cơm chiên gà xối mỡ, thêm trà sữa, thịt kho tiêu một dĩa vậy là 15.000. Còn cháo trắng lá dứa không, là 5.000. Đây, cháo trắng, thịt gà bông, cải muối, dưa muối, ba khía, thịt kho tiêu, cá kho, cá bóng, cá kho tiêu. Nhiêu ly em? 27. 27 ngàn ly hả? Đào quá chị. À, đào mình ướp đường sẵn hả? Dạ. Đường Tư Lý Vương này bán rất nhiều đồ ăn nóng, món gì cũng có. Đây, cháo trắng đường Tư Lý Vương ra cả nhà. Hôm nay buổi chiều Sài Gòn ăn cháo trắng. Buổi chiều Sài Gòn làm về mệt quá, ăn cháo trắng cho nó khỏe. Ăn vậy tiền đâu để cho hết đâu. Đấy, con rút ra từ từ đó. Đây, cho bán cháo trắng nè. Phúc hả? Phúc hả? Kè, hai đứa nó bên siêu thị trà sữa nhiêu à? Hai. Đây trà sữa chân châu đường đen. Rồi nhà nào không quên tiêu rồi. Lát ông hốt vô quậy để phóng lên. Bây giờ 20k. Rồi hốt đi, hốt thử đi, thôi. Thời gian cái không? Thôi. Thôi. Hả? Nếu về. Châu đường đen. Về anh đợi anh chút đi. Em kho. Đây, cháo trắng, thịt gà bông, cải muối, dưa muối. Cái này con gì, con bạc khía không? Con bạc khía không? Ba khía, thịt kho tiêu, cá kho, cá bóng, tiêu. Buổi chiều Sài Gòn thằng Út làm cơm chiên gà xối mỡ, thêm trà sữa. Vậy hả? Cơm chiên gà xối mỡ 45k, cái đùi bự chà bá luôn. Con qua con lấy muỗng với đũa đi. Lên thêm tô cháo nè em. Tô cháo nó thật đi. Đấy, nhưng chưa chơi ly giống nên giống thôi đi chơi. Nhìn qua này, cầm cái đùi xé đi con nè. Ngon không? Ngon rồi. Cháo trắng thịt kho tiêu. Tiêu vậy là một dĩa vậy là nhiêu? 15 cháo trắng là 10 ngàn. Cháo trắng 5 ngàn hả? Có xíu tụi em. Đây là thịt kho tiêu một dĩa vậy là 15 ngàn. Còn cháo trắng lá dứa không, là 5 ngàn. Rẻ rồi cả nhà. Chiều chiều mà mệt á, là ra đây ăn cháo trắng thịt kho tiêu cũng ngon lắm nha. Cái lúc mà mình làm về mệt á, là mình ăn cháo. À, thằng Út ăn ăn đùi gà hả? Nướng giật quá trời luôn. Nghe không, ngon không? Cơm xem đùi gà. Đây, dĩa cơm nhìn hấp dẫn. Đùi mà có 45 ngàn. Ở Sài Gòn á, buổi chiều ăn vậy là khỏi nấu cơm nhà nghe cả nhà. Bỏ 100 ngàn ăn đi thôi. Buổi chiều Sài Gòn là khỏi nấu cơm nhà, ra ngoài tiệm ăn về cho nó tiện.
các bạn chỉ cần bỏ 100 ngàn thôi là no cái bụng rồi. 100 ngàn buổi chiều Sài Gòn ăn được những món gì? Cháo trắng, thịt kho tiêu, cơm, đùi gà có 45 à, chưa tới 100 ngàn đó, thêm nước nữa. Tiêu hóa nhanh. Tiêu hóa nhanh. Alo. Đó, ăn mà điện thoại dẫn khách nữa. Ăn xong chạy về dẫn khách nữa hả? Bán đủ thứ hết thì cả nhà. Đây bán rất nhiều đồ ăn nha. Cháo cháo đậu, cháo trắng. Xin tối miếng cầu 20k. Cái đường Ti Lý Vương này bán nhiều đồ ăn lắm nha cả nhà. Món gì cũng có. Bên kia là nước ép sinh tố, kế bên là hủ tiếu xào, mì xào giòn. Lấy muỗng múc ăn. Ừ, ngon không? Ngon. Rồi, bye bye. Ủng hộ gia đình mình nha cả nhà. Cuộc sống Sài Gòn buổi chiều ăn hàng quán tiệm ngoài đường, cả nhà xem ủng hộ mình nha. Dạ. Rồi kế bên là bán nước luôn và sữa, bánh lăng, bánh lăng 6.000 một cái, trà sữa, đủ thứ loại nước luôn nha cả nhà. Sữa chân trâu đường nâu, bánh răng, sữa chà đào, chà đào, chà đào. À, cái đó là nước chà đào hả? Dạ. Nhiêu ly em? 27. 27 ngàn ly hả? Thơm mùi nước sắc nè, chà đào nữa. Cái đó gì ạ? Đào quá chị. À, đào mình ướp đường sẵn hả? Dạ. À, có cái máy này nó giặt vô cái là lấy ra là cái ly. Cầm đi để mẹ trả tiền. Cầm.